mình sẽ đi, mình ăn kẹo xong mình nghỉ ngơi tí rồi mình đi mua ô tô nhá. Rồi bạn Mí Đức đã chở ô tô, đã chở kẹo của mình ở trong cái móc xe đằng sau này. Đây này, các bạn nhìn này. Đấy, 10 cái kẹo luôn, nhiều chưa? Đấy, đi thôi. Bạn Mí Đức này. Ngon không? Rồi, thế mình sẽ đi ăn thử nhá. Đi thôi. Ôi, hai bạn thảo dốc kìa, trời ơi. Nguy hiểm chưa? Đây, hai bạn thảo dốc luôn, đầu dốc nhà bạn Gato ấy. Đây rồi các bạn ơi, bạn Gato đã về đến công viên rồi. Rất là nhanh. Ngay vào trong công viên rồi vứt xe đấy và lao lên trên khu cầu bập bênh để chơi luôn các em ạ. Đấy, lên luôn chỗ cầu trượt luôn này. Đấy. Rồi bạn Mí Đức đã đi vào hẳn sau, cho xe vào. Rồi đây cũng có rất là nhiều các bạn đang chơi đây nhá. Được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi lên trên chỗ cầu trượt kia và mình ăn kẹo nhá. Nào, bây giờ ăn kẹo chưa? Bạn Gato ra lấy kẹo mình đâu? Kẹo mình đâu? Rồi bạn Gato ra lấy kẹo của mình, ngồi đây. Ngồi lên trên này, để ăn. Nào bây giờ hai bạn nhỏ còn sang đây hẳn trên này. Nào ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống. Này, các bạn thấy chưa? Đây là bạn Gato vừa mới cắt tóc ấy. Các bạn thấy bạn Gato này cắt tóc có đẹp không? Kiểu tóc này các bạn thích không? Bạn thấy bạn Gato cắt tóc đẹp không? Bạn này cắt tóc đẹp không? Không. Đẹp không? Rồi, mình ăn kẹo nhá. Rồi. Đây là cái kẹo củ sáo các em nhá. Rồi chúng mình sẽ ăn cái kẹo củ sáo. Ôi, còn Mí Đức đã ăn rồi. Sao củ sáo đi. Có bà chậm. Ôi, món đấy đã ăn. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Ăn kẹo này vừa ăn được vừa được củ sáo nhá. Rồi bây giờ bạn Mí Đức sẽ bóc xe. Đấy. Được rồi. Và bây giờ bạn Gato sẽ ăn và củ sáo cho bạn xem nhá. Tuyên giác đây, giác không đúng nhá. Ở đây cũng có rất là nhiều các bạn nhỏ ở đây nha. Đấy. Các bạn nào ăn kẹo củ sáo không? Có. Ai ăn thì đưa tay nào. Rồi, 2 bạn, 3 bạn. Rồi, anh sẽ cho các bạn nhỏ ở đây cùng ăn kẹo củ sáo với cả bạn Gato cho vui nhá. Bạn biết nữa là bạn sẽ bóc ra cho mỗi chị 1 cái, em 1 cái đi. Bóc 1 cái thôi. Bóc mỗi người 1 cái. Rồi, bóc ra chứ. Rồi, bạn Mí Đức đã chia sẻ kẹo cho các bạn nhỏ cùng ăn nhá. Là ai ăn trước nào? Rồi, các bạn nhỏ này ai cũng muốn ăn kẹo củ sáo cả rồi. Đấy, đã đưa cho anh ạ. Rồi, còn anh áo vàng nữa. Rồi, các bạn ăn thử đi, xem có củ sáo được không nhá. Rồi, các bạn nhỏ nào cũng muốn ăn. Đấy, kia thổi sáo phát nó bay ra ngoài luôn. Thổi thử xem thổi được không ạ? Đấy, các bạn lấy kẹo củ sáo kìa. Bạn Gato thổi sáo thử đi. Con biết thổi à? Trời ơi, các bạn nhỏ kia có ăn kẹo không? Không muốn kẹo thổi sáo không? Bạn Mí Đức cho thêm anh kia 1 cái nữa được không? Rồi, cho anh 1 cái. Anh nào ăn thì ra nào. Đấy. Rồi anh kia cũng xin thêm 1 cái nữa. Ồ đấy, anh nào cũng sáo và kêu rất là to. Đấy, xem anh là thử sáo cho to này. Kéo bay kéo ra ngoài nhá. Đấy mà anh có thấy. Còn mang ra cho anh này. Rồi. Ôi đây đây, ngồi đây ăn đi. Sau khi ăn xong rồi chúng mình sẽ đi mua ô tô nhá. Đây là các bạn nhỏ ở trong xóm nghe bạn. Cũng là fan của bạn tôi và bạn Mí Đức đấy. Đây sẽ chia sẻ kẹo cho các bạn đấy. Ôi, phải Gato kìa. Thì ăn không nghe hết con. Ok. Nào không. Úi dồi ôi. Rồi bây giờ là lúc mà 2 bạn nhỏ của chúng ta vừa ăn kẹo vừa chơi với cả các bạn nhỏ của xóm nhé. Đấy, các chị sẽ ăn kẹo và kêu ngon hết cả cuội này. Chị kia đã bị vỡ cái kẹo không thể tháo hết rồi. Đúng không? Đấy. Anh còn là mới thổi được sáo này. Bao giờ mà ăn mà bị vỡ đúng cái viên đấy ra là sẽ không thổi được sáo nữa đấy. Bạn Gato vỡ kẹo chưa? À chưa. Có thổi đi, bạn Gato thổi sáo thử em nào. À, anh kia vẫn còn nguyên kìa. Đâu, đâu, đâu. Đấy, anh ấy vẫn còn nguyên cái đỗ sủi cảo đấy. Trời ơi, bạn Mí Đức đu kiểu gì cái kia. Thôi ngồi lên. Trời ơi. Ngồi lên, ngồi lên. Ôi bạn Gato ơi, kẹo để kia à. Mang bỏ vào xe đi. Mang kẹo xuống bỏ xe nha. Mang xuống. Rồi bỏ xe xong mình lên chơi tiếp nha. Úi dồi ôi. Các anh chị có ai được mua kẹo ăn không? Có ai được mua kẹo thử xào ăn không? Có ạ. Có biết đấy là kẹo thử xào không? Our thoughts collide. This time we will win. This time we'll have a joy for success. This time we will win. This time we'll have to joy for success. Ôi anh cái tuổi sáo vào đầu, bay cả đầu cò. Anh cái tuổi sáo phun cả nước vào đầu cò, mặt cò, mặt Gato luôn đấy. Ui giời. Bây giờ mình sẽ đợi cho bạn Gato cùng với cả bạn Mí Đức ăn kẹo và chơi một chút. Sau đó thì anh sẽ cho bạn Gato bảo bạn Mí Đức đi mua ô tô nhé, để kỷ niệm sinh nhật của bạn Gato vào ngày mới này các bạn. Và chuẩn bị cho sinh nhật của bạn Gato sẽ có một món quà mà anh sẽ tặng cho bạn Gato. Bạn ấy sẽ dành tặng cái đấy các em ạ. Đấy. À, anh chưa ăn hết kẹo rồi. Cái kẹo đấy vị gì đấy hả? Vị coca á? Là vị coca. Vị cam chứ. Vị coca. Có bao nhiêu loại vị các bạn biết không? Có vị gì nữa? Gì nữa? Xem các bạn này, xem bạn nào có khả năng đoán được hết các vị của kẹo thử sáo này. Vị gì nữa? Có vị dâu, đúng không? Gì nữa? Dâu, táo, coca này, đấy, cam này. Có cả vị nho đây nhá. Có cả vị dưa hấu nhá. Có cả vị mãng cầu nhá, rất là nhiều vị luôn. Ai thích vị gì sẽ mua vị đấy đúng không? Thôi mình đi đi, rồi mình đi mua đồ đi. Đi thôi. Đi chưa? À Vũ còn mãi chơi à? Rồi. Bạn nào Mí Đức vẫn chưa muốn đi chơi và vẫn muốn ở đây chơi với cả các anh chị các em ạ. Đấy. Cháu ngã nhá. Ui dồi ôi. Trời ơi, nhiều người chơi kìa. Nào bạn Gato ơi, đi thôi, đi thôi. Nhanh. Ở mãi chơi thế. Đi nào. Về cô đâu, về cô đâu. Đi về đi, con đi. Đi, đi nha. Rồi, bây giờ các bạn nhỏ của chúng ta sẽ lên xe và đi về nhà nhá. Đi thôi. Bạn Gato đã quay đầu rồi. Rồi, hẹn chào các bạn đi. Hẹn gặp lại các anh vào ngày mới nhá. Các anh chị lại không đi về rồi. Rồi. Rồi bạn Gato đã chuyển thẳng đi ra ngoài rồi. Cùng với cả đoàn xe của các anh. Đấy, anh phòng mấu chưa? Úi xồi.